Nội dung quan trọng tiếp theo liên quan tới tam giác, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bốn đường thường gặp, trong đó đường cao, đường trung trực thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Hai loại đường còn lại sẽ là đường phân giác liên quan tới tia phân giác và đường trung tuyến. Chính là nội dung trong bài học ngày hôm nay. Hai nội dung chính trong bài học này, thứ nhất là khái niệm đường trung tuyến của tam giác. Từ đó các bạn sẽ xác định các tính chất của các đường trung tuyến trong tam giác nhé. Phần đầu tiên, ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là đường trung tuyến của một tam giác. Trên hình vẽ thầy cho tam giác ABC cùng với điểm M được vẽ trên giấy kẹo vuông. Các bạn sẽ xác định cho thầy hai đầu mút của đoạn thẳng AM có đặc điểm gì nhé. Hai đầu mút ở đây là đầu mút A và đầu mút M thì chúng ta sẽ xét lần lượt. Với đầu mút A thì đây là một đỉnh của tam giác ABC rồi con đầu bút mở nếu các bạn đếm các ô vuông thì 1, 2, 3 ô này BM ứng với 3 ô MC cũng ứng với 3 ô như vậy điểm M chính là trung điểm của cạnh chứa hai đỉnh còn lại như vậy đây là đỉnh A rồi này hai đỉnh còn lại của tam giác ABC là B và C vậy thì M là trung điểm của cạnh chứa hai đỉnh đó và đoạn thẳng mà có hai đầu bút có đặc điểm như trên sẽ cho ta đường trung tuyến của tam giác Cụ thể các bạn sẽ đến với phần số 1. Hãy cho hình vẽ như thế này. Tam giác ABC với đoạn thẳng AM nối giữa đỉnh A với trung điểm M của cạnh BC được gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A. Như vậy đoạn thẳng AM thì được gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A này hoặc là các bạn có thể gọi đường trung tuyến tương ứng với cạnh BC nhé. Vậy thì muốn là đường trung tuyến đó phải là một đoạn thẳng mà thỏa mãn hai yếu tố Đầu mút thứ nhất của đoạn thẳng phải là một đỉnh của tam giác. Bây giờ loại đỉnh đó đi thì tam giác còn lại hai đỉnh. Xét trung điểm của cạnh chứa hai đỉnh còn lại thì trung điểm đó chính là đầu mút còn lại của đường trung tuyến. Đoạn thẳng AM là đường trung tuyến vì đầu mút thứ nhất là đỉnh A này. Đầu mút thứ hai là trung điểm của cạnh còn lại, cạnh BC. Từ khái niệm này các bạn sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 2 là đoạn thẳng nào sau đây là đường trung tuyến của tam giác ABC trên hình này. Tam giác ABC với các điểm M, N, P, D. Thầy có các phương án là AM, DN và CP. Thì chúng ta cũng xét hai yếu tố yếu tố thứ nhất là trung điểm và yếu tố thứ hai là đỉnh. Trong hai đầu mút A và M thì A là một đỉnh này m là trung điểm của cạnh chứa hai đỉnh còn lại nên am chính là đường trung tuyến của tam giác abc vậy còn với dn cả d cả n đều không phải là đỉnh của tam giác abc nên cho dù n có là trung điểm của cạnh ac đi chăng nữa thì dn cũng không phải là trung tuyến của tam giác abc đã cho tương tự như vậy với cp C đã là một đỉnh của tam giác ABC rồi Nhưng P không phải là trung điểm của cạnh còn lại, cạnh AB Ở đây các bạn sẽ thấy này, AP không bằng PB Nên CP cũng không phải là đường trung tuyến của tam giác ABC nhé Đáp án của hỏi chấm 2 chúng ta chỉ có AM là đường trung tuyến thôi Vậy từ khái niệm này chúng ta sẽ đi tìm cách để vẽ đường trung tuyến của một tam giác Công việc vẽ hình này rất quan trọng Cũng là bước đầu tiên khi chúng ta giải các bài toán hình học. Để vẽ được trung tuyến của tam giác MNP thầy cho ở trên hình này. Các trung tuyến đó xuất phát từ các đỉnh M, đỉnh N hoặc đỉnh P rồi. Vậy thì đầu mút còn lại chính là trung điểm của các cạnh MN, NP, PM. Vậy bước đầu tiên, thầy sẽ lấy các điểm HIK như ở trên hình là trung điểm của các cạnh MN, NP và PM bước thứ hai là chúng ta sẽ vẽ các đoạn thẳng nhưng đó là các đoạn thẳng nào h là trung điểm của nm thì ta sẽ nối h với đỉnh còn lại là đỉnh p ph đoạn thẳng ph là đường trung tuyến của tam giác mnp tương tự như vậy chính xác mi và nk là hai trung tuyến còn lại và ta có thể kết luận được trong một tam giác ta sẽ có tất cả ba đường trung tuyến ứng với ba đỉnh của tam giác này. Như vậy trong phần 1 này, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là đường trung tuyến cũng như cách vẽ các đường trung tuyến của tam giác. Để củng cố các nội dung đó thì thầy có câu hỏi ở chương 4, đoạn thẳng HK trong hình vẽ này là đường trung tuyến của những tam giác nào? Đầu tiên nếu ta coi H là một đỉnh, còn K là trung điểm thì trên hình đã cho ta K là trung điểm của cạnh BC rồi. Từ dòng này ta có thể xác định được tam giác mà chứa trung tuyến HK. Đỉnh là H rồi này. Hai đỉnh còn lại chính là B và C. Vậy thì tam giác cần xác định là tam giác HBC. HK là đường trung tuyến của tam giác đó. Tương tự như vậy, nếu thầy coi đỉnh là đỉnh K, Chính xác, chính xác đỉnh là K thì đầu mút còn lại phải là H. Trên hình đã cho ta H là trung điểm của AC. Vậy thì từ K này, A và C, ta có thể suy ra được HK cũng là đường trung tuyến của tam giác KAC. Câu hỏi này cũng đã kết thúc cho phần 1 của chúng ta. Thầy sẽ tổng hợp lại những nội dung kiến thức mà các bạn cần ghi nhớ về đường trung tuyến của tam giác. Thứ nhất là khái niệm. Đoạn thẳng nối một đỉnh với trung điểm của cạnh chứa hai đỉnh còn lại được gọi là đường trung tuyến của tam giác và mỗi tam giác thì có 3 đường trung tuyến, các bạn có thể quan sát thêm ở trên hình vẽ minh họa.